Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị hai căn nhà xây mới nằm ngay gần Tham City thôi, gần ngã tư cầu Mai Động. Căn nhà chúng ta được xây dựng 6 tầng, có thang máy, với diện tích là 50, diện tích xây dựng là 50m2 một căn. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt phố kinh doanh rất là sầm uất, mặt đường nhựa to, cực kỳ là sầm uất. Căn nhà của chúng ta thì đang vào hoàn thiện, cho nên em Phương xin phép quay qua phía ngoài thôi. Còn một vài hôm tới hoàn thiện xong thì em sẽ quay cụ thể phía bên trong giúp cho anh chị nhé. Em sẽ quay lướt qua cho anh chị xem. Với thang máy hợp lý. Cực kỳ rộng, có vệ sinh đây. Nếu anh chị đang quan tâm nhà kinh doanh khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.